Thưa quý vị, cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng không chỉ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới biển, mà còn là chủ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Phóng sự được thực hiện tại đồn biên phòng Sơn Trà nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2023, 34 năm ngày biên phòng toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Là địa phương ven biển có âu thuyền cảng cá Thọ Quang lớn nhất khu vực miền Trung, hàng ngày nơi đây tiếp nhận hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào bến để cung ứng hải sản, neo đậu trú tránh bão. Cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, quản lý xuất nhập phương tiện, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Trà còn tổ chức tuyên truyền ngư dân thực hiện nghiêm quy định của nhà nước trong quá trình khai thác trên biển và tận tình hướng dẫn các thủ tục nhanh gọn khi các tàu cập cảng để trú bão và tiêu thụ hải sản, đồng thời hỗ trợ ngư dân khi gặp tai nạn thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Bên biên phòng người ta rất có cái chủ trương, người ta rất hỗ trợ rất nhiều. Bởi vì như cái chuyện vừa rồi tôi đi làm vào đó thì nó hơi vấn đề về thứ thủ tục giấy tờ đó. Người ta cũng chưa tạo điều kiện, bởi vì là do cái việc là bên ngư dân người ta cũng chưa tham được, một không nắm rõ được về pháp luật mấy. Bên biên phòng thì người ta cũng có hỗ trợ vậy, mình không biết thì người ta là tư vấn cho, là một thì người ta tuyên truyền lên kênh đảm, kênh ecom đó, người ta hỗ trợ cho mình để mình biết được để khỏi bị vi phạm. Quản lý đoạn bờ biển dài hơn 47 km, gồm 4 phường ven biển với khoảng 1.134 tàu thuyền các loại. Các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp tích cực với các lực lượng liên quan, tích cực giúp đỡ ngư dân phát triển mô hình tổ đội tàu thuyền đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hành nghề đánh bắt hải sản, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ với các tàu thuyền của ngư dân. Trong năm, biên phòng Sơn Trà đã thông báo kêu gọi hơn 700 lượt phương tiện di chuyển về nơi tránh trú, sắp xếp hơn 10.000 tàu thuyền trong và ngoài tỉnh vào nơi neo đậu, đồng thời hỗ trợ ngư dân cẩu kéo gần 1.000 thuyền thúng tại các bãi ngang lên bờ tránh bão. Sau bão, các chiến sĩ mang quân hàm xanh đã đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả. Đối với phường Nại Năm thì có hơn 400 chiếc tàu, thì trong đó thì có khoảng gần 300 chiếc tàu công suất lớn. Khi mà sản xuất trên biển thì lực lượng biên phòng luôn luôn là hỗ trợ và tuyên truyền bà con nhân dân đánh bắt đúng cái vùng biển theo quy định, và nhất là khi gặp các cái thiên tai bão thì đây là lực lượng mà là chỗ dựa vững chắc, và luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con khi mà gặp nạn. Năm qua, ngoài tình hình thiên tai, dịch bệnh, thời tiết bất thường, giá dầu tăng kèm theo đó nguồn lợi hải sản ngày càng khan hiếm, nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đánh bắt hải sản và đời sống của ngư dân. Vẫn còn một số tàu thuyền ngư dân vi phạm ngư trường đánh bắt. Chúng tôi luôn xác định là với phương châm là mưa dầm thấm lâu, chúng tôi cũng chỉ đạo các lực lượng tại các trạm kiểm soát, lực lượng vận động quần chúng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn để mà bà con nhân dân dần dần am hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên quá trình đánh bắt thủy sản trên biển. Mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo. Dẫu còn nhiều gian khó trong công tác tuyên truyền vận động, nhưng với những việc làm thiết thực cụ thể trong thời gian qua, lực lượng biên phòng thành phố luôn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.